thích chí tình ăn chay phải thiết thực. Vì mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì điều ác nào chẳng dám làm, việc thiện nào có thể sanh khởi được. Bởi vì loài vật bị giết, bị nấu, bị nướng thì con người mới có thịt ăn. Ăn chay phải thiết thực. Vì mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì điều ác nào chẳng dám làm, việc thiện nào có thể sanh khởi được. Bởi vì loài vật bị giết, bị nấu, bị nướng thì con người mới có thịt ăn. Vả lại, đạo Phật lấy từ bi làm chánh, nhưng ăn thịt chúng sanh thì đâu còn từ bi nữa. Ăn chay có những lợi ích gì? 1. Không vướng mắc vào nhân quả của nghiệp giết hại. Nghiệp sát sanh ở thế gian rất nặng, vì chúng sanh bị bắt giết thì chúng ta mới có thịt ăn. 2. Ăn chay vì tình thương không nỡ ăn thịt loài vật. Tình thương phát sanh thì mong muốn mọi loài đều được an vui, do đó làm các việc lành. Như thế tâm từ đã sanh ra. Ví như mình thương người em, người cháu thì đâu muốn nó khổ, đã không muốn nó khổ thì không làm những việc bất thiện. Do vậy, tâm bi cũng sanh khởi mà làm các việc lành. Tâm từ bi có được cội gốc do ăn chay mà thành. Thuở nhỏ những người bạn trong xóm sắm giàn thun để bắn chim, tôi cũng làm theo. Bạn bè sắm cần câu để câu cá, tôi cũng sắm cần câu đi câu theo. Từ lúc biết ăn chay, tôi thấy con gà, con chim, các con vật khác thì thương nó lắm. Nếu người ăn thịt thì tình thương không thể phát sanh. Ví như chúng ta có con em, mỗi ngày mình ăn thịt nó mà cho rằng thương nó thì không được. Tình thương phát sanh ảnh hưởng nơi từ thì làm lành, nơi bi thì không làm ác. Điều thiện lành thì tăng thêm, việc xấu ác ác giảm dần và dứt sạch. Như vậy chúng ta ăn chay tự nhiên làm được hai việc mà Đức Phật từng dạy: từ bỏ các việc ác, luôn làm các việc lành. Do đó tâm từ bi là cội gốc để đi lên con đường hiền thánh. Ha ha ha, 闻三摩地所